Thưa quý vị và các bạn, Công an huyện Khoai Châu vừa ra quyết định khởi tố vụ án gây dối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích khởi tố bị can đối với 19 đối tượng. Vào khoảng 22 giờ 30 phút, ngày 23 tháng 3, trước cổng đền hóa dạ trạch ở thôn Yên Vĩnh, xã dạ trạch huyện Khoai Châu, một nhóm hơn 20 thanh niên từ 16 đến 22 tuổi xô sát đánh nhau với một nhóm có hai thanh niên. Trong lúc xô sát, Vũ Xuân Huân, sinh năm 1999 ở thôn Hoàng Nha, xã Minh Hải, huyện Phan Lâm, dùng dao đâm vào bụng khiến một người trong nhóm hai thanh niên bị thương phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức. Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu chứng cứ, ngày 2 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Quế Châu quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 18 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng, khởi tố đối tượng Huân về tội cố ý gây thương tích.